Phật tử tam muội này gọi là quá khứ thanh tịnh tạng ở trong một niệm và được trăm kiếp và được ngàn kiếp và được trăm ngàn kiếp và được trăm ngàn ức na do tha kiếp và được vô số kiếp và được vô lượng kiếp và được vô biên kiếp và được vô đẳng kiếp và được bất khả số kiếp và được bất khả xương kiếp và được bất khả tư kiếp và được bất khả lượng kiếp và được bất khả thuyết kiếp và được bất khả thuyết kiếp. Các vị đệ tử của Phật tam muội này tên gọi là quá khứ thanh tịnh tạng ở trong một niệm và được trăm kiếp và được ngàn kiếp và được trăm ngàn kiếp và được trăm ngàn ức na do tha kiếp lại vào được vô số kiếp và được vô lượng kiếp và được vô biên kiếp và được vô đẳng kiếp lại vào được bất khả số kiếp và được bất khả xương kiếp và được bất khả tư kiếp và được bất khả lượng kiếp và được bất khả thuyết kiếp và được bất khả thuyết kiếp. Phật tử đại Bồ Tát đó vào tam muội này chẳng diệt hiện tại, chẳng duyên quá khứ. Các vị đệ tử của Phật đại Bồ Tát đó vào tam muội này chẳng diệt thời gian hiện tại, cũng chẳng duyên thời gian quá khứ. Phật tử đại Bồ Tát đó từ tam muội này khởi ở chỗ Như Lai trọng mười pháp quán đảnh không thể nghĩ bàn, cũng đắc được, cũng thanh tịnh, cũng thành tựu, cũng nhập vào, cũng chứng được, cũng viên mãn, cũng thọ trì, bình đẳng biết rõ tam luân thành tịnh. Các vị đệ tử của Phật, vị đại Bồ Tát đó từ tam muội này xuất định ở trong đạo tràng của Phật thọ mười pháp quán đảnh không thể nghĩ bàn. Pháp đó phân biệt có hình và không có hình, quán đảnh có hình, tức là lúc thái tử kế thừa ngôi vua, cử hành nghi thức, một số phàm phu đều nhìn thấy được, quán đảnh vô hình, tức là lúc Bồ Tát kế thừa pháp vương tử vị, mười phương chư Phật đều đến quán đảnh, nghi thức đó một số phàm phu không cách chi nhìn thấy được. Vị Bồ Tát đó thọ quán đảnh vô hình, chỉ có Phật và Bồ Tát đương sự mới biết với nhau được, Bồ Tát chưa đạt đến trình độ này cũng chẳng cách chi biết được. Vị đại Bồ Tát đó đắc được mười pháp quán đảnh rồi, lập tức cũng đắc được, lập tức cũng thanh tịnh, lập tức cũng thành tựu, cũng vào định này, cũng chứng định lực này, cũng viên mãn Bồ Tát đạo, cũng tu trì tất cả Phật pháp, cũng bình đẳng, cũng biết rõ tam luân, cũng thanh tịnh. Tam luân là gì? Tức là người thí, người thọ, Phật thí. Có bài kệ rằng: người thí kẻ nhận và Phật thí ở trong ba đời vô sở đắc, chúng ta an trụ tâm tối thắng, cúng dường tất cả mười phương Phật, đó là tam luân thanh tịnh. Những gì là mười? Một là biện luận chẳng trái nghĩa, hai là thuyết pháp vô tận, ba là huấn tử không lỗi, bốn là lạc thuyết không dứt, năm là tâm không sợ hãi, sáu là lời quyết thành thật, bảy là chỗ nương tựa của chúng sinh, tám là cứu thoát bà cõi, chín là căn lành tối thắng, mười là điều ngự diệu pháp. Những gì là mười pháp quán đảnh? Một, biện không trái nghĩa, lời lẽ của Bồ Tát nói, đạo lý giảng giải chẳng trái với tông chỉ, chẳng trái với nghĩa lý, là chánh quyết không hòa. Hai, thuyết pháp vô tận, bất cứ Bồ Tát nói pháp gì, đạo lý đều không cùng tận, càng nói càng nhiều, vĩnh viễn nói không hết. Ba, huấn từ không lỗi, lời lẽ Bồ Tát dạy bảo rất chánh quyết có đạo lý, tuyệt đối không nói những lời không hợp tình hợp lý. Bốn, lạc thuyết không dứt, Bồ Tát thường muốn vì chúng sinh nói không gián đoạn. Năm, tâm không sợ hãi, khi Bồ Tát nói pháp, bất cứ gặp bậc đại đức đáng sợ nào, tâm của Ngài cũng không sợ hãi. 6. Lời quyết thành thật, lời lẽ của Bồ Tát nói nhất định chân thật, thành khẩn, tuyệt đối không có hư ngụy. 7. 7 là chỗ nương tựa của chúng sinh, Bồ Tát làm chỗ nương tựa của chúng sinh. 8. 8 là cứu thoát ba cõi, Bồ Tát hay cứu thoát tất cả chúng sinh ba cõi, liệt khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 9. 9 là căn lành tối thắng, căn lành của Bồ Tát thủ thắng nhất. 10. 10 là điều ngự diệu pháp, Bồ Tát thao thao bất tuyệt, giọng nói diệu pháp. Ngài điều ngự được tất cả diệu pháp, chi phối được tất cả diệu pháp, vận dụng được tất cả diệu pháp. Phật tử, đó là 10 pháp quán đảnh. Nếu Bồ Tát vào tam muội này, từ tam muội khởi không gián đoạn, tiền đắc được, như cả là khi nhập thai tạng, thì trong khoảng một niệm thức liền thác sinh. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, từ định này khởi ở chỗ Như Lai, một niệm liền được 10 thứ pháp này. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ diệu pháp quán đảnh. Nếu Bồ Tát vào tam muội này, từ tam muội xuất định, chẳng có gián đoạn, liền chứng được, giống như cả là khi nhập thai tạng, trong khoảng một niệm thức liền từ trong thai thác sinh. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, từ tam muội xuất định ở tại đạo tràng của Phật, trong khoảng một niệm liền đắc được 10 thứ pháp môn quán đảnh này. Phật tử, đó gọi là đại tam muội trí thiện xảo, biết quá khứ trang nghiêm tạng thứ năm của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đó là đại tam muội trí thiện xảo, biết quá khứ trang nghiêm tạng thứ năm của Đại Bồ Tát tu. Thứ sáu, tam muội trí quang minh tạng,
Phật tử, thế nào là tam muội trí quang minh tạng của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là tam muội trí quang minh tạng của Đại Bồ Tát tu? Phật tử, Đại Bồ Tát đó chủ tam muội này biết được hết thảy chư Phật trong tất cả kiếp của tất cả thế giới đời vị lai, hoặc đã nói hoặc chưa nói, hoặc đã thọ ký hoặc chưa thọ ký, đủ thứ danh hiệu thảy đều khác nhau, đó là vô số danh, vô lượng danh, vô biên danh, vô đẳng danh, bất khả số danh, bất khả xưng danh, bất khả tư danh, bất khả lượng danh, bất khả thuyết danh, sẽ xuất hiện ra đời, sẽ lợi ích chúng sinh, sẽ làm pháp vương, sẽ làm Phật sự, sẽ nói phước lợi, sẽ khen ngợi nghĩa lành, sẽ nói nghĩa bạch phần, sẽ tịnh trị các điều ác, sẽ an trụ công đức, sẽ khai thị đệ nhất nghĩa đế, sẽ nhập quán đảnh vị, sẽ thành nhất thiết trí. Các Như Lai đó tu hạnh viên mãn, phát nguyện viên mãn và trí huệ viên mãn, có chúng viên mãn, đủ viên mãn trang nghiêm, tập công đức viên mãn, ngộ pháp viên mãn, được quả viên mãn, đủ tướng viên mãn, thành viên mãn giác. Các Như Lai đó danh tánh, chủng tộc, phương tiện thệ xảo, thần thông biến hóa, thành thục chúng sinh vào bát niết bàn, tất cả như vậy thầy đều biết rõ. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát đó tu Bồ Tát đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, trụ tại tam muội này, biết được hết thảy tất cả chư Phật ở trong tất cả kiếp của tất cả thế giới đời vị lai, hoặc đã thuyết pháp hoặc chưa thuyết pháp, hoặc đã thọ ký hoặc chưa thọ ký, đủ thứ danh hiệu thảy đều khác nhau, có vô số danh, vô lượng danh, vô biên danh, vô đẳng danh, bất khả số danh, bất khả xưng danh, bất khả tư danh, bất khả lượng danh, bất khả thuyết danh, sẽ xuất hiện ra đời, sẽ lợi ích chúng sinh, sẽ làm pháp vương, sẽ làm Phật sự lớn, sẽ nói việc phước đức lợi ích, sẽ khen ngợi nghĩa lý thiện, sẽ dễ nói nghĩa bạch phần, làm các điều lành, sẽ tịnh trị các điều ác, không làm các điều ác, sẽ an trụ tất cả công đức, sẽ vì chúng sinh khai thị đệ nhất nghĩa đế, sẽ khiến cho tất cả chúng sinh đều nhập vào quán đảnh vị, sẽ thành tựu nhất thiết trí. Hết thảy tất cả chư Phật đó tu hạnh viên mãn, phát nguyện viên mãn, vào trí huệ viên mãn, có chúng sinh viên mãn, để ủng hộ đạo tràng đầy đủ viên mãn trang nghiêm, tập thành công đức viên mãn, tỏ ngộ pha viên mãn, chứng được quả viên mãn, đầy đủ tướng viên mãn, thành tựu viên mãn giác. Hết thảy tất cả chư Phật, danh tánh, chủng tộc, phương tiện thệ xảo, thần thông biến hóa, thành thục tất cả chúng sinh, cho đến vào bát niết bàn, tất cả như vậy Bồ Tát thầy đều biết rõ. Bồ Tát đó ở trong một niệm vào được một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ước na do thà kiếp, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phủ Đề, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi tiểu thiên thế giới, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi trung thiên thế giới, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi đại thiên thế giới, vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn ước na do tha cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô số cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô lượng cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô biên cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô đẳng cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả số cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả xưng cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả tư cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả lượng cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Như vậy hết thảy kiếp số tất cả thế giới vị lai dùng trí huệ thảy đều biết rõ. Vị Đại Bồ Tát này ở trong một niệm vào được một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ức na do thà kiếp, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phủ Đề, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi tiểu thiên thế giới, vào số kiếp nhiều như số hạt bụi trung thiên thế giới, vào số kiếp nhiều như hạt bụi đại thiên thế giới, và số kiếp nhiều như hạt bụi trăm cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn ước na do tha cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi vô số cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi vô lượng cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi vô biên cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi vô đẳng cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả số cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả xưng cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả tư cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả lượng cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, và số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Như vậy hết thảy kiếp số tất cả thế giới vị lai Bồ Tát dùng trí huệ để quan sát thảy đều hoàn toàn biết rõ hết. Vì biết rõ nên tâm của ngài lại vào 10 thứ môn trì, những gì là 10
Đó là vào Phật trì nên được chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật hộ niệm. Vào pháp trì nên được mười thứ Đà La Ni quang minh vô tận biện tài. Vào hạnh trì nên sinh ra các nguyện viên mãn thủ thắng. Vào lực trì nên không ai che lấp được, không ai thôi phục được. Vào trí trì nên tu hành Phật pháp không có sự chướng ngại. Vào đại bi trì nên chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối. Vào thiện xảo sai biệt câu trì nên chuyển bánh xe tất cả văn tự tịnh tất cả pháp môn địa. Vào sư tử thọ sinh pháp trì nên mở khóa cửa pháp thoát khỏi buồn lầy tham dục. Vào trí lực trì nên tu Bồ Tát hạnh thường không nghỉ ngơi. Vào thiện hữu lực trì nên khiến cho vô biên chúng sinh khắp đường thanh tịnh. Vào vô trụ lực trì nên vào bất khả thuyết kiếp rộng lớn. Vào pháp lực trì nên dùng trí vô ngại phương tiện biết tất cả pháp tự tánh thanh tịnh. Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy số kiếp nên tâm của ngài lại vào được mười thứ môn trì. Trì mà không mất thì đắc được lợi ích của sự trì. Những gì là mười? Đó là một vào môn Phật trì, vì vào được Phật lực trì, được chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật gia bị để hộ niệm. 2. Vào môn pháp trì, vào được tất cả Phật pháp lực trì nên được mấy thứ Đà La Ni, Tổng trì, Quang Minh vô tận, biệt tài.